Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại khung cảnh ở trong khu tiểu cảnh khu vườn nhập để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay thì mình đang có mặt và di chuyển vào khu tiểu cảnh khu vườn nhật để chia sẻ cho cả những nhà mình cùng xem khung cảnh ở phía bên trong khu vườn nhật này cả nhà nhé. Vinhome Garden Bath tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Nguyễn Xiển, phường Long Mỹ Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Vinhome Garden Bath quận 9 được đầu tư bởi tập đoàn Vingroup với quy mô 271,8 ha gồm 71 tòa nhà cao tầng, hơn 43.500 căn hộ với 16.000 căn nhà phố biệt thự. Khu đô thị Vinhome quận 9 được đông đảo du khách và cư dân ở nơi đây sinh sống và là một trong những khu đô thị thông minh bậc nhất hiện đại tại Sài Gòn. Hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà cùng đến khu The Origami, khu tiểu cảnh khu vườn Nhật ở phía bên trong để chia sẻ khung cảnh ở phía bên trong khu vườn Nhật này, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Sau đây thì mình sẽ mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dõi theo video của mình hôm nay.
Bây giờ thì mình đã di chuyển ra ở phía bên ngoài của khu vui chơi giải trí và tập khu tập gym, tập thể dục vào buổi chiều, buổi sáng cả nhà nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Và bây giờ thì mình di chuyển ra phía bên ngoài và xin phép tạm dừng video tại đây. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo video sớm nhất trên kênh của mình, giúp cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Bye bye cả nhà.